mình đã chọn mặt đồng hồ thái cực, mình rất thích cái mặt đồng hồ này. Rất là nhiều mặt đồng hồ đẹp nha anh em, màn hình OLED rất đẹp, rất ngược. Và bây giờ mình test game cho anh em xem. Cái này là game cộng số nha anh em. Rồi mình đã xem. Rồi mình test game qua cầu quốc tế. Rồi mình tap sẽ có cái cầu tap mạnh lên. Tắt mạnh có cái cầu bắt qua rồi nhưng ngắn quá, tắt mạnh lên giữ lâu, giữ lâu, giữ lâu cái cầu nó sẽ dài. Rồi mình test như đó, rồi mình test cầu khác. Cái này mình sẽ lấy cái tay mình quẹt, mình quẹt cho cái cục tròn tròn đó tưng tưng vào lỗ là mình thắng. Cái lỗ màu màu vàng mình sẽ quẹt cho cái này, cái cầu cái viên bi nó nhảy tưng tưng vào lỗ. Và đây là những trò chơi mini mình vừa mò được ở trên Mi Game 8. À, rất nhiều mặt đồng hồ dễ thương và đẹp ở trên Mi Band 8. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Chào tạm biệt anh em.